Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều người cố gắng cả đời nhưng mãi vẫn không thể nào an nhàn hưởng phúc. Có rất nhiều người đánh đổi thời gian, công sức, mồ hôi và thậm chí là cả nước mắt và máu thịt để có được tiền bạc. Ai cũng luôn mong muốn có được cuộc sống sung túc hơn, cho gia đình bớt nghèo, bớt khổ để có thể có ngày nở mày, nở mặt. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người đã mang cho mình vận mệnh riêng. Có người từ khi sinh ra đã giàu có, lại có người đã đi ăn mày ngay từ nhỏ. Nhưng riêng với ba con giáp ngày hôm nay, họ đã nhận được số phận an bài sẽ sống trong cảnh giàu sang phú quý, sự nghiệp thăng hoa, cả đời vượng vận quý nhân trong 3 tháng sắp tới. Vậy để tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào, xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Thân. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể có thu nhập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp cho họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Tuổi Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Chính bởi vậy, đôi khi có người cho rằng tuổi Thân thực dụng và chính họ cũng không hề phủ nhận điều này. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Tuổi Thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Người tuổi Thân luôn thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến. Từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp, có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban trong 3 tháng tới, nên vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần tài ưu ái và điểm mặt chỉ tên, nên người tuổi Thân sẽ có vô số cơ hội được phát triển. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu hoạch tiền của con giáp này. Thậm chí, nhờ được thần tài ưu ái mà nhiều người tuổi Thân mua nhà mới, tậu xe sang trọng trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, dù có tiền bạc nhiều cũng không nên kiêu ngạo. Hãy tiếp tục thói quen hay giúp người mà bạn đã duy trì được trong thời gian qua. 2. Tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ thích sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp
và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thêm trong chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ đã bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho mình. Nhưng dù sao, đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Tuổi Ngọ không giỏi kiềm chế, che giấu cảm xúc của mình. Bên ngoài họ thể hiện như thế nào thì tâm trạng của họ sẽ đúng là như thế. Đó là biểu hiện của sự thật thà, thẳng thắn. Nhưng trong một số trường hợp, tuổi Ngọ lại khiến người khác tổn thương bởi sự thẳng thắn của mình. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Họ có nhiều ưu điểm đáng kể để người khác học tập, nhưng tuổi Ngọ cũng có nhiều nhược điểm, thiếu sót cần phải khắc phục. Người này hay nóng nảy, vội vàng, thiếu kiên nhẫn và hiếm khi chịu lắng nghe. Họ dường như chỉ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cá nhân mà không hòa đồng vào tập thể. Một công việc hôm nay có thể khiến tuổi Ngọ vô cùng hứng thú, hào hứng, nhưng ngày mai sẽ khiến họ nhàm chán, buông xuôi. Tuổi Ngọ thích những nơi đông người và luôn có mặt trong những buổi sự kiện quan trọng. Họ rất tự tin và cởi mở, đó là lý do tại sao tuổi Ngọ có nhiều mối quan hệ rộng rãi. Trước đám đông, họ thu hút được sự chú ý của mọi người bởi tài năng giao tiếp khéo léo và phong cách thời trang độc đáo. Tử vi năm 2020 có thể thấy rằng may mắn của người tuổi Ngọ thực sự xuất phát từ những gì họ tạo ra, chứ không chỉ là từ hoàn cảnh bên ngoài. Họ thậm chí trở thành tấm gương tốt cho mọi người noi theo trong thời gian 3 tháng tới. Với tính cách thẳng thắn, làm việc quyết đoán và có năng lực làm việc xuất chúng, hơn nữa, làm việc gì cũng rất có nghĩa khí nên được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Họ luôn chủ động và không ngại khó nên mọi việc thường được hoàn thành một cách khá chỉnh chu. Bắt đầu từ tháng 8 cho tới tháng 11 âm lịch, do được cát tinh soi chiếu nên người tuổi Ngọ sẽ đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiếp khiến người khác phải ngưỡng mộ. 3. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, đối với người tuổi này thường thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng với khả năng phân tích nhạy bén. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ những người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với người tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Tuổi Mùi dễ xúc động với những người bất hạnh, khó khăn của những người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Mùi không đủ mạnh mẽ, chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có sự giúp đỡ, đồng cảm và ủng hộ của những người thân cận. Đôi khi, sự đa sầu đa cảm khiến cho tuổi Mùi rơi vào trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn. Bản chất tuổi Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tuổi Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì vậy nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí tuổi Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc
tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà người tuổi Mùi cũng thuộc con giáp có lộc trời ban khi họ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Những người này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh, luôn là tâm điểm trong đám đông, được mọi người quan tâm, giúp sức. Tử vi 2020 cho thấy, trong những tháng tới, người tuổi Mùi bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi bạn liều lĩnh hơn, thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực bạn hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân. Con giáp này sẽ có cơ hội có được những khoản tiền như việc khen thưởng, bốc thăm trúng thưởng hoặc nhận được tiền thừa kế. Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Mùi cũng vô cùng thăng tiến. Đồng thời, với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Việc được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn là điều chắc chắn xảy ra trong 3 tháng cuối năm. Để những may mắn về tiền bạc của mình được kéo dài thêm, bạn nên tham gia nhiều hơn các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác. Không chỉ về phương diện đóng góp tiền mà có thể là công sức của mình cũng rất đáng quý. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Và đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.